Xin chào tất cả quý vị các bạn, xin chào mọi người. Hôm nay mình vẽ tay trên một chiếc váy, vẽ 5 con chuồn chuồn. Và đây là những cái bước vẽ đầu tiên, đó là mình dựng hình bằng phấn xong, bộ cục xong thì mình sẽ đi vẽ thân con chuồn chuồn và sau đó vẽ cánh. Nay mình gặp cái chất vải nó rất là hút màu. Tùy những cái loại vải, có những cái loại vải xử lý trồng 2-3 lớp màu thì mới đủ no màu để đáp ứng được cái tiêu chí mình mong muốn. Có loại vải thì nó sẽ không thấm màu nhiều, vải này thì thấm màu rất là nhiều, nên chúng ta phải trồng đi trồng lại 2-3 lần. Sau khi sấy khô chúng ta lại trồng lại một lần nữa. Đó, thì quá trình mình đã trồng lớp một lớp rồi, sẽ là đến lớp tiếp theo và sau đó lại lên lớp thứ 3. Sau khi cảm giác đã đủ no màu rồi thì chúng ta sẽ đi viền cánh, sau đó là đi viền kim tuyến nữa để tỉa làm sao cho nó lóng lánh và đáp ứng được tối giản. Ra chỉ cần 2D thôi là nó đẹp, không cần 3D tả nữa kia. Từng con một thì chúng ta lại cứ từng bước một vậy thôi, và cứ tỉa cánh, tạo cánh, sau đó là lên khối cho con thân và sau đó lại viền kim tuyền, sao cho nó đủ màu và đủ tiêu chí mình đặt ra. Thì mình hay vẽ 2D thôi, 3D rất là lâu công và nó không tạo cảm giác trên áo, trên chất liệu vải nó hay bị phô, mình cảm giác như vậy. Nhưng mà một số người lại thích 3D, kiểu nó cứ như là bông hoa thực ở ngoài. Nhưng mà và con chuột chuột cũng họ sẽ tả lóng lánh đôi mắt rồi mọi thứ, mình thì thường thường tả 2D thôi. Mỗi con thì mình lại hòa sắc theo một cái sắc độ khác nhau. Con thì hồng hồng, xanh xanh, con thì vàng vàng, cam cam, con thì xanh xanh tím tím. Và mình sẽ đi cánh là tông đỏ đỏ nâu nâu này. Cánh đỏ nâu xong mình viền kim tuyến. Thân thì nâu nâu, vàng vàng, cam cam, chút cam. Sau đó khi mình viền cánh xong mình sẽ phủ kim tuyến, nhóm nhánh cả thân và cánh. Và mình sẽ đi một cái đường vòng vòng như kiểu là đường bay của chuồn chuồn vậy, tạo cho cái dáng váy nó sẽ dài hơn và được bay hơn. Và đây là mình đang đi viền kim tuyến cho cánh. Sau khi đã đi hết 5 con sẽ tìm kim tuyến và đi kim tuyến cái đường bay cho con 5 con chuồn chuồn. Và trân trọng cảm ơn mọi người đã xem video và ủng hộ mình, trân trọng cảm ơn. Truyền thống văn hóa dân tộc là phương châm phát triển văn hóa xã hội của huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.